đẹp. Chứ cái đuôi này bỏ mọi người, tại ốc bươu vàng á. Quá ngon luôn. Mời mọi người nha. Chào tất cả mọi người nha, mời mọi người ăn ốc nha mọi người. Ốc mình xào sa tế với ăn cùng cà chua rau sống nha mọi người. Chấm nước mắm thần thánh của mình đây. Nước mắm đặc sệt luôn nha mọi người. Đây con ốc siêu to. Đây. Chứ cái đuôi này bỏ mọi người, tại ốc bươu vàng á. Quá ngon luôn, mời mọi người nha. Cực kỳ ngon. Quá xá con ốc. Trời ơi, trời con ốc này nó bự nó ngon. Ngon thật kỳ luôn á. Chắc chắn làm sữa bò mọi người, ăn mới béo mà nó ngon. Và nóng, nóng quá mọi người. Gỡ cái trứng mới bỏ mọi người. Ốc bươu vàng mà không ăn trứng. Con này mới bự nè, mới siêu to nè. Ôi trời. Ngon. Nó ngon. Ốc này mình bắt mình ngâm 2 đêm rồi mới gắt sạch.
Cái tâm yếu lễ không ra mọi người. Ngốc này bự quá. Cái tâm nhỏ quá lễ không ra. Lễ ra tâm luôn. Ngon quá mọi người ơi. Là nước chấm á. Cái tâm nhỏ quá lẽ ốc bự không ra nổi.